Nằm cách Rio de Janeiro và Sao Paulo không xa là một dải đất kỳ diệu cuối cùng còn sót lại của khu rừng Mata Atlântica. Đây là nơi sinh sống của loài linh trưởng nhỏ có bờm đỏ, nên người ta gọi chúng là loài khỉ mặt sóc bờm sư tử vàng. Những con linh trưởng này đã thoát khỏi tình trạng tuyệt chủng cận kề. Năm 1970, tổng số có chưa đầy 200 cá thể loài vật này, giờ đây số lượng của chúng đã tăng lên 1.700. Tuy nhiên, những kẻ xâm lược đã xâm chiếm lãnh thổ của chúng. Những kẻ từ nơi khác tới đã lấy đi không gian sinh sống hạn chế của loài vật này và ăn thức ăn của chúng. Chưa hết, những con khỉ độc sóc còn bị chúng bắt nạt. Số lượng của những kẻ xâm chiếm đang tăng lên liên tục, nhiều đến nỗi nó có thể đe dọa sự phục hồi của những con khỉ đầu sóc bờm sư tử vàng. Khu rừng Mata Atlântica là một trong những khu vực thành thị đông dân cư nhất thế giới. Môi trường sống dễ bị tổn thương này là nơi duy nhất trên thế giới có loài khỉ đầu sóc bờm sư tử vàng sinh sống. Giờ đây, môi trường sống của chúng đang bị thu hẹp dần và chia nhỏ ra. Hòn đảo hình lá phổi này là nơi sinh sống của ba gia đình khỉ đầu sóc. Gia đình Affetiva có 6 thành viên, bố, mẹ và 4 đứa con. Ông bố nắm quyền và bảo vệ cả gia đình. Khỉ đầu sóc là loài sống chung thủy, con đực và con cái chung sống trọn đời với nhau. Khỉ đầu sóc hoạt động 12 tiếng một ngày. Khi chúng không săn côn trùng, chúng sẽ dành thời gian để ăn những quả trứng tìm thấy trong những chiếc tổ hay ăn quả chín. Các gia đình vẫn sống thành từng nhóm gần gũi, chúng tăng dân số một lần một năm khi con cái đầu đàn, sinh con, thường là sinh đôi. Con đực phát tín hiệu cảnh báo. Nó tiếp cận tình huống. Nguy hiểm có thể tới từ trên trời dưới hình dáng của một con đại bàng hoặc từ dưới mặt đất dưới dạng của một kẻ săn mồi. Những con khỉ đầu sóc nhỏ nhất vẫn bất động trên cành cây và quan sát. Vào mùa đông, ở rừng nhiệt đới, nguồn thức ăn rất ít, nhưng lúc này đang có một bữa tiệc bày ra trước mắt chúng. Mùi hương vương lại của những kẻ đặt bẫy trên kim loại xác định kẻ phiêu lưu đầu tiên. Một con khỉ đầu sóc bạo hơn đã bỏ tới gần giải thưởng. Không có gì xảy ra. Để đảm bảo nó không gặp nguy hiểm, một trong số anh em của nó tham gia vào bữa tiệc.
tới nha. Chị gái của chúng, Victoria, dường như chưa nhận ra chuyện nhân nào quả nấy. Cái đói còn mạnh hơn sự sợ hãi. Phản ứng dây chuyền đưa tất cả các thành viên khác trong gia đình vào tù. Tất cả đều bị nhốt, từng con một. Sự ngây thơ của những con khỉ đầu sóc biến chúng dễ dàng trở thành con mồi. Trước đây, những kẻ săn trộm thường giết khỉ mẹ, bắt khỉ con và bán ngay ở lề đường để nuôi làm cảnh. Việc buôn bán động vật hoang dã tràn lan khắp đất nước đẩy những con khỉ đầu sóc đến bờ tuyệt chủng. Ngày nay, việc buôn bán động vật hoang dã vẫn mang lại lợi nhuận lớn sau buôn ma túy và vũ khí. Ngay cả khi 90% những con vật bị nhốt sẽ chết trong quá trình vận chuyển. Thật may là những kẻ đã bẫy gia đình Afetiva không phải là những kẻ săn trộm, mà họ là những nhà sinh vật học đang làm công việc bảo vệ loài vật này. Những con khỉ đầu sóc bờm sư tử vàng được gây mê. Thông thường, chúng có màu lông giống hệt nhau. Sự phân biệt được các nhà sinh học đánh dấu bằng những vết màu tối. Một vài con được gắn thiết bị phát vô tuyến. Kể từ năm 1984, Andrea Martin đã điều hành nhóm Mekolay Dorado, là nơi bảo tồn loài khỉ đầu sóc. Andrea làm các công việc hàng ngày mà chị đã làm hàng trăm lần trước đó. Cân, đo, xét nghiệm và xác định giới tính. Chị ghi chép lại việc một thành viên của gia đình này, Victoria, sắp trưởng thành. Đây là một thời điểm quan trọng đối với loài khỉ đầu sóc. Một nhóm khác quan sát sự quay trở lại của gia đình Afetiva. Andrea và đồng nghiệp nhận ra từng con, đánh dấu lại trên bờm và đuôi của từng cá thể. Những dấu vết trên người cả gia đình. Andrea thận trọng thả Afetiva tại một nơi an toàn, xa những đàn khác. Đây là một nơi mà những con khỉ đầu sóc đầu tiên được đưa đến để khôi phục lại loài vật này hồi những năm 1980. Việc hợp tác giữa Brazil và Mỹ được Vườn Thú Quốc gia Washington giám sát. Chỉ cách tòa nhà Quốc hội, đài tưởng niệm Lincoln và Nhà Trắng vài trăm km, Vườn Thú là một trong những nơi lâu đời nhất ở Mỹ và luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn những loài động vật đang gặp nguy hiểm. Hoạt động đếm ngược cùng khỉ đầu sóc có sự tham gia của 140 vườn thú trên toàn thế giới và các nhà nghiên cứu linh trưởng hàng đầu của Brazil. Junior và Clayman đến từ Viện Nghiên cứu Smithsonian bắt đầu chương trình cứu hộ. Hiện tại, 200 con khỉ đầu sóc sống trong môi trường tự nhiên phải giao phối với nhau. Việc này dẫn đến tình trạng suy thoái gen và hậu quả là sẽ tuyệt chủng. Một yêu cầu cấp thiết được đặt ra đó là đưa những con khỉ ở trong vườn bách thú với một bộ gen khác để giao phối với những con khỉ trong tự nhiên. Dù bàn lù, phải chọn 500 cá thể trên toàn thế giới để thả vào rừng. Nhiệm vụ chính của anh là phải xác định huyết thống và sự đa dạng về gen càng nhiều càng tốt. Những con vật anh chọn được gửi tới Vườn Quốc gia Washington. Những ứng cử viên khỉ đầu sóc đã được đào tạo để sinh sống trong môi trường tự nhiên. Các nhân viên cho chúng những thách thức mà chúng có thể gặp phải trong rừng Atlantic. Chúng sẽ làm quen với những loại thức ăn mới. Chúng bị buộc phải ẩn nấp trong những vòng cây. Người ta dạy chúng tìm kiếm nơi ẩn nấp.
Sau 6 tháng đào tạo, cuối cùng đã tới lúc thả chúng về môi trường tự nhiên. Chúng được chuẩn bị cho một hành trình dài, hơn 12 tiếng di chuyển bằng máy bay. James Ditch có nhiệm vụ sắp xếp cho việc chúng tới khu rừng này. 30 năm trước, nhà nghiên cứu cùng với vợ của mình, Loan, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát các hành động của cộng đồng một cách chủ động. Họ phải đưa người dân địa phương cùng tham gia vào nỗ lực bảo vệ loài khỉ đầu chó. Đây là một việc không hề dễ dàng. Hôm nay, James và Loan đang tham gia vào một giai đoạn huyền thoại của khỉ đầu chó, bắt đầu với sự kết hợp giữa hy vọng cũng như rất nhiều khó khăn. Khỉ đầu sóc được đưa vào một khu vực điểm dịch ở trung tâm linh trường Rio de Janeiro, trong khi những công việc về hạ tầng cho khu vực thả chúng ở khu bảo tồn sinh thái của Poco das Antas đang được hoàn tất. Ngày 31 tháng 5 năm 1984 là một ngày đáng nhớ của loài khỉ đầu sóc. Hai người có nhớ hôm đó làm gì không? Chúng tôi ra một khu vực, bên trong có một nhóm khỉ đầu sóc của Poco das Antas với một trong những nhóm được thả đầu tiên. Mọi người đã ở đó. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt những con khỉ, bạn biết đấy. Ngay khi mở chuồng, chúng lao ra bên ngoài. Chúng tôi mở ra và có 9 con khỉ đầu sóc được thả trong ngày hôm đó. Nhưng chỉ vài tuần sau, 8 con trong số đó đã bị chết. Vì sao mà chương trình huấn luyện cho chúng sống ở ngoài tự nhiên đã thất bại thảm hại đến như vậy? Các nghiên cứu về khỉ đầu sóc chỉ ra rằng dự án này đã chưa tính được tầm quan trọng của việc học. Những con khỉ đầu sóc nhỏ học được các nguyên tắc sống ở rừng từ bố mẹ. Con lớn dạy con nhỏ cách phân biệt quả ăn được và quả độc, những loài côn trùng ăn được và những loài có độc. Quan sát những con lớn hơn, khỉ đầu sóc nhỏ học cách nhận biết báo động có kẻ săn mồi từ to nhất đến nhỏ nhất. Chúng đi, bò hay bay. Những nhóm tiếp theo không được đưa đến Washington mà đến thẳng Brazil. Các nơi trú ngụ trên cây dành cho khỉ đầu sóc trốn kẻ thù tiếp cận. Nghiên cứu tiếp tục được thực hiện sâu hơn. Andrea Martin đã tham gia quan sát và chăm sóc những con khỉ đầu sóc. Đến năm 1992, 100 con khỉ đầu sóc đã được thả về Poco das Antas. Lần này, họ đã thành công, chủ yếu vì ngay sau khi chúng được thả về tự nhiên, những con vật mới đã được khuyến khích giao phối với những con khỉ đầu sóc bản địa còn sống sót ở rừng Atlantic. Những con khỉ bản địa giúp những con khỉ mới thích nghi. Giờ đây trong vùng có khoảng 1.700 con khỉ đầu sóc, kể cả gia đình Afetiva. Thật buồn, thành công này lại dẫn đến một vấn đề khác, một mối đe dọa nghiêm trọng. Tập tính sinh sống trọn đời, sống trong cùng một nhóm gia đình và nằm biệt lập trên những hòn đảo của chúng, rất khó để những con khỉ đầu sóc có thể giao phối chéo. Việc giao phối cận huyết khiến chúng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hành động lại một lần nữa, được tiến hành ở Washington, các nhân viên ở đây đang tiến hành thực hiện những công việc liên quan đến làm đa dạng hóa nguồn gen của loài khỉ đầu sóc bờm sư tử vàng. Các vườn thú trên toàn thế giới, dù ở đâu, cũng rất muốn khoe những con khỉ đầu sóc của mình cho du khách. Ở tòa án của nhà vua nước Pháp, bà Pompadour có một con thú cưng, chính là một con khỉ đầu sóc hồi thế kỷ thứ 18. Các cá thể được bắt ở những giai đoạn khác nhau, ngân hàng gen phát triển qua thời gian. Jennifer Mickelberg phụ trách dự án đa dạng hóa nguồn gen của khỉ đầu sóc trên toàn thế giới. Chị đưa ra các biện pháp xử lý tình trạng suy thoái gen ở những địa điểm cụ thể bằng cách cho lai những con khỉ đầu sóc có huyết thống khác nhau để chọn ra cá thể thích hợp. Các nhà nghiên cứu về di truyền lưu giữ một cơ sở dữ liệu của tất cả các giống khỉ đầu sóc trong tự nhiên và nuôi nhốt trên toàn thế giới. Một thứ gì đó đã làm phiền con đực đầu đàn của nhóm Afetiva. Một kẻ xâm lược xuất hiện. Đó là một con khỉ lùn đuôi sóc.
Khỉ lùn đuôi sóc đang dần xâm chiếm những khu rừng ngày một bị thu hẹp của loài khỉ đầu sóc bờm sư tử vàng. Rành mà, nhanh nhẹn và phàm ăn hơn khỉ đầu sóc, khỉ lùn đuôi sóc lấy thức ăn đặc biệt là nhựa cây giàu khoáng chất và đường chảy ra từ một số loài cây. Những kẻ xâm lược này đến từ đâu? Chúng làm thế nào để có thể xâm chiếm vào một trong những khu rừng quý nhất thế giới như thế này? Để có thể hiểu được điều này, chúng ta sẽ quay trở lại thời gian khi những con khỉ vẫn bị bắt và bán làm thú cảnh. Khỉ đuôi sóc rất dễ nuôi và làm trò vui cho trẻ nhỏ cho đến khi các gia đình chán chúng. Nhưng khi điều này xảy ra, chủ của những con khỉ lùn đuôi sóc sẽ mang chúng ra khu rừng gần nhất để thả chúng ở đó. Họ không quan tâm đến việc những con vật này chủ yếu bị bắt ở Bắc Brazil. Và vì chủ yếu dân thành phố là những người nuôi vật cảnh, nên khỉ lùn đuôi sóc nhanh chóng thống lĩnh những khu rừng quanh Rio và Sao Paulo, nơi sinh sống của loài khỉ đầu sóc. Ngày nay, những con khỉ đầu sóc phải sinh sống cùng những con khỉ lùn đuôi sóc, một loài vật nhỏ hơn nhưng lại hung dữ gấp hai lần. Hermano Nunes và các nhà khoa học khác đang muốn tìm hiểu về quá trình xâm chiếm của loài vật này. Hermano đang tiếp cận cách mà những con khỉ lùn đuôi sóc xâm nhập vào cộng đồng khỉ đầu sóc như thế nào để tìm hiểu về cách chúng kiếm ăn và thích nghi. Để nghiên cứu bí mật của sự cạnh tranh giữa loài khỉ lùn đuôi sóc và khỉ đầu sóc, các nhà nghiên cứu phải để thức ăn trong những hộp đóng kín trên mặt đất. Kiểm tra cách thức hai loài vật này sử dụng nhà hàng tự phục vụ này như thế nào và chọn món ăn được cung cấp hàng ngày cho chúng ra sao sẽ giúp anh có được những thông tin cần thiết về chiến thuật thức ăn. Loài khỉ đầu sóc dần chiếm vị trí ưu thế và chiếm khu vực có thức ăn. Hermano Nunes dùng một cái máy ghi hình bỏ túi để ghi lại sự di chuyển hàng ngày của chúng. Khỉ lùn đuôi sóc nhanh chóng nhập hội. Một vài chiếc hộp đã trống rỗng, trong khi một số hộp khác lại đầy. Việc này hoàn toàn có thể lý giải được. Rất có thể, những con khỉ đầu sóc phát hiện ra chỗ có thể lấy thức ăn. Những con khỉ lùn đuôi sóc nhanh chóng phát huy kỹ năng tranh giành ưu việt hơn của mình. Một khi những con khỉ đầu sóc phát hiện ra những chiếc hộp đầy thức ăn, khỉ lùn đuôi sóc sẽ nhanh chóng bắt trước và lấy hết thức ăn trong hộp trước khi những con khỉ đầu sóc có thể ăn. Những con khỉ di chuyển xung quanh khu vực như những vũ công ba lê. Những con khỉ đầu sóc nhanh chóng bị thua cuộc. Sự cạnh tranh giữa hai loài vật này không gây ra quá nhiều trở ngại nếu đó không phải là mối đe dọa với những con khỉ đầu sóc trong tự nhiên mà hiện nay vừa mới thoát khỏi tình trạng tuyệt chủng. Khỉ lùn đuôi sóc đang ngày một đông. Môi trường sống của đàn trong những khu rừng xung quanh là đất trống, rất lý tưởng. Còn các không gian đô thị là tệ nhất, khiến việc những kẻ xâm lược sinh sôi trở thành một mối nguy hiểm. Khỉ đầu sóc đang quá đông, số lượng của chúng nhiều gấp 5 lần số lượng các loài linh trưởng bản địa. Các nhà sinh học phải hành động để cân bằng lại tình trạng này. Hai nhà nghiên cứu Marcio Moraes và Obelan Scapra muốn xác định giống của loài khỉ lùn đầu chó, những kế hoạch được đặt ra để bắt và trả chúng về khu rừng bản địa của chúng. Tuy nhiên, trước tiên, họ phải xác định được khu vực sống nguyên thủy của chúng. Những con khỉ lùn đuôi sóc rất cảnh giác và hơi khó hiểu, không giống như khỉ đầu sóc rất dễ tiếp xúc với người.
Marcio và Oplan đang dựa vào tính cách tò mò của khỉ lùn đuôi sóc, những kẻ xâm lược bị rơi vào bẫy của chính mình. Về mặt lý thuyết, những con khỉ đầu sóc sẽ vào trước khi những con khỉ lùn đuôi sóc bắt chước chúng và làm theo như mọi khi, chúng sẽ bị bắt. Như dự đoán, một con khỉ lùn đuôi sóc đầu tiên đã tiếp cận mồi nhử, nó đã bị dụ dỗ. Marcio và Opalan đã sẵn sàng bước tới. Hai nhà nghiên cứu thả con khỉ đầu sóc, hôm nay họ chỉ quan tâm đến khỉ lùn đuôi sóc. Brazil là nơi sinh sống của nhiều giống khỉ đuôi sóc. Chúng bao gồm những con khỉ lùn đuôi sóc thông thường, khỉ lùn đuôi sóc lông đen của Cerrado, khỉ lùn đuôi sóc White, khỉ lùn đuôi sóc đầu trắng và khỉ lùn đuôi sóc đầu nâu. Mỗi giống phải được đưa trở về nơi sinh sống bản địa của chúng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nghi ngờ có thể có vấn đề và quyết định tiến hành kiểm tra gen. Chuỗi ADN khẳng định mối lo ngại của họ. Sự xâm chiếm của khỉ lùn đuôi sóc đã chưa được ứng phó kịp thời. Loài vật này đã kịp lai chéo giữa các loài. Sự nhân đạo đã tạo ra một giống mới không có quê hương và xâm chiếm lãnh thổ của khỉ đầu sóc. Giải pháp là gì? Nếu như kẻ xâm lược được đưa đến những khu rừng chỉ có loài khỉ lùn đuôi sóc sinh sống, chúng sẽ cạnh tranh với loài vật ở đây và làm hại chúng. Vậy không biết còn cách nào khác hay để chúng xóa sổ một trong những loài động vật được bảo vệ nhất thế giới? Vấn đề tiến thoái lưỡng nan này khiến cho cộng đồng khoa học lúng túng. Các nhà hoạch định chiến lược cho loài khỉ đầu sóc quay trở về trung tâm linh trưởng ở Rio de Janeiro để xin tư vấn. Nếu như có bất cứ giải pháp nào thì các chuyên gia cũng sẽ cố gắng tìm ra. Adema Combra và Assis Pisanati là những người tiên phong về bảo vệ loài linh trưởng. Adema đang thăm đồng nghiệp của mình, anh điều tra số liệu về loài linh trưởng, sau đó thành lập trung tâm về linh trưởng. Cùng nhau, hai nhà khoa học phát triển ra các tổ chức thí nghiệm và lý thuyết quan trọng về dự án thả loài khỉ đầu sóc về môi trường. Hôm nay, Assis đang nói chuyện với đồng nghiệp của mình về mối đe dọa xâm chiếm lãnh thổ của loài khỉ lùn đuôi sóc đối với khỉ đầu sóc. Anh đã có mẫu về loài khỉ lùn đuôi sóc lai mới. Mối nguy hiểm không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh thức ăn, còn những thứ tệ hơn nữa, những con khỉ lùn đuôi sóc vốn là thú cưng nuôi trong thành phố, có thể bị mang mầm bệnh của người truyền cho. Do đã có kháng thể nên chúng có thể truyền bệnh cho những con khỉ đầu sóc vốn chưa có hệ miễn dịch cho những bệnh này. Một vài bệnh trong đó, kể cả bệnh mụn rộp hay bệnh lao cũng có thể làm suy giảm số lượng khỉ đầu sóc vốn đã rất mong manh. Khỉ lùn đuôi sóc cũng được phát hiện là bị nhiễm ký sinh trùng của thành phố. Chúng làm lây lan các loại ký sinh trùng này ra khu rừng nơi trước đây chưa từng xuất hiện. Vậy, người ta có thể làm gì với những con khỉ lùn đuôi sóc này? Coimbra và Pacinati cho rằng tốt nhất là đưa chúng đến những khu rừng ở Đông Bắc, một khu rừng hiện nay không hề có loài linh trưởng nào sinh sống, để tránh sự tương tác qua lại. Tuy nhiên, trước tiên, hệ sinh thái địa phương phải được nghiên cứu để kiểm soát bất cứ tác động nào có hại lên những hoạt động như thế này.
Trong khi đó, những con khỉ đầu sóc vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Việc diệt khuẩn cho khỉ lùn đuôi sóc có thể quá phức tạp và tốn kém. Dân chúng và truyền thông cho rằng loài khỉ lùn đuôi sóc cần phải bị tiêu diệt. Các vấn đề khoa học và hậu cần lại cộng thêm những vấn đề khó xử về đạo đức và triết học. Thời gian càng trôi và vấn đề càng thêm phức tạp. Những con khỉ lùn đầu sóc đã dần xâm chiếm không gian vốn đã rất hạn chế của gia đình Afetiva và đang biến nơi đây thành nhà của mình. Sự căng thẳng do chung sống đang làm suy yếu dần những con khỉ đầu sóc. Chúng đã bị mệt mỏi do đói. Những con khỉ lùn đuôi sóc tận dụng từng cơ hội để khiến những con khỉ kia ngày một căng thẳng hơn. Một vấn đề khác nữa, Victoria giờ đây đã trưởng thành, đã tới lúc nó phải rời gia đình và tự hình thành một đàn riêng. Tự nhiên phát triển cho nó cơ chế không giao phối cùng bầy. Nguyên tắc là con cái phải rời đi. Nhưng khu rừng này đã là nơi sinh sống của ba đàn khỉ. Làm thế nào để Victoria có thể tự lập? Con khỉ đang phải đối mặt với một thử thách khó khăn, tìm một con khỉ đực. Trong suốt hành trình của nó phải đối mặt với những con khỉ lùn đuôi sóc đói khát và hung dữ. Nó phải di chuyển thật nhanh vì nó không thể tồn tại được nếu chỉ có một mình trong thời gian dài. Victoria cần phải tới khu rừng lớn nằm ở đường chân trời. Tuy nhiên nó không nhận ra rằng con người đang làm việc và chắn đường. Những hòn đảo nhiều cây bao quanh là những chướng ngại vật. Bất cứ loài vật nào muốn vượt qua đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Con đường cắt ngang đường đi của khỉ đầu sóc là một tuyến huyết mạch chiến lược nối liền phía đông bắc của đất nước tới khu công nghiệp ở miền nam. Có nhiều kế hoạch để tăng gấp đôi làn đường trong năm tới. Nhu cầu phát triển kinh tế với nhu cầu đa dạng sinh học. Những đường dây điện cao thế, các con mương và khu vực công nghiệp đáp ứng yêu cầu về dân số ngày một tăng. Nền kinh tế Brazil đã bùng nổ được 10 năm, tiêu thụ năng lượng liên tục tăng cao. Đây là một định mệnh khác của loài khỉ đầu sóc. Đó là sống cách khu đô thị đông dân nhất thế giới, khoảng 150 km. Kết hợp với sự xâm lấn của loài khỉ lùn đuôi sóc, sự tồn tại của loài khỉ đầu sóc rất dễ bị quét đi mất. Những người đứng đầu của khu bảo tồn sinh học Poco das Antas quyết định hành động. Tuy nhiên, họ không thu được nhiều hy vọng. Áp lực về chính trị đưa ra những kết quả hạn chế. Họ phải tìm chiến lược khác. Với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đã hỗ trợ cho họ, họ đưa ra những kế hoạch làm những cây cầu gỗ khổng lồ để những con khỉ đầu sóc sẽ quen với việc đi qua con đường dài nhựa mà không cần rời những cái cây. Bố mẹ và các anh em trai của Victoria phải đi 1,5 km mỗi ngày và sống mỗi đêm trên một cái cây khác nhau. Chúng tìm cách tồn tại trong khu vực giới hạn này. Những dự án chính đã được đưa ra để nối liền các khu rừng, ít nhất đưa ra những giải pháp tạm thời cho đến khi nào khu rừng nguyên sinh có những nhịp cầu đi lại tự do. Điều này có nghĩa là người ta phải trồng hàng nghìn cây cọ, cây thu hải đường và cây phong lan, cũng như cây gỗ huyết mộc, gỗ hồng mộc, gỗ gụ và cây sung. Nhiệm vụ là vận động khoảng 10.000 công nhân và tình nguyện viên tham gia.
cảnh dần dần được thay đổi, những khu rừng mới chạy qua các quả đồi, đầm lầy và bãi cỏ để nối liền các đảo lại với nhau. Sự phát triển của đô thị ngày một nhiều đã đe dọa một nơi từng có quá nhiều khỉ đầu sóc. Nếu người dân địa phương không học cách bảo vệ loài vật này, chúng sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng tuyệt chủng một lần nữa. Người ta phải thuyết phục dân không săn bắt khỉ đầu sóc. Để làm được điều này, Micoleao Durado đang đưa ra một chiến dịch nâng cao nhận thức với mục tiêu hướng vào trẻ em. Andrea Martin phụ trách dự án này. Andrea và đồng nghiệp của mình, Elisama, được đào tạo các kỹ năng dạy học để thực hiện khi dự án bắt đầu được đưa ra. Hôm nay, họ đang giải thích tại sao các nhà sinh học nghĩ quá nhiều đến loài vật này. Áp lực về sự xâm chiếm của những con khỉ lùn đuôi sóc bao gồm cả những yếu tố về sự tuyệt chủng. Victoria rất hoang mang và không biết đi đường nào. Tự hình thành gia đình của mình là một vấn đề sống còn. Victoria đã tìm thấy một gia đình khỉ đầu sóc khác, trong đó bao gồm một vài con đực mới trưởng thành, rất muốn trở thành con đầu đàn. Hai bên nhìn nhau thăm dò. Victoria tiến lại gần hơn. Khu vực của gia đình này là một đảo nhỏ chẳng khác gì thiên đường với nhiều trái cây. Chỉ trong vài giây, du khách bị đuổi đi. Khỉ đầu sóc là loài vật sống tập thể, chúng chỉ có thể sống trong đàn. Chúng cảm thấy việc sống một mình rất căng thẳng, đến nỗi chúng có thể chết vì cô đơn. Victoria đang cô đơn giữa thế giới. Ngày hôm sau, Victoria quay trở về đàn cũ của nó. Những con còn lại tiếp đón nó lạnh lùng. Điều này là trái luật đối với loài vật này khi những con khỉ cái quay trở về với cha mẹ. Các nhà sinh học đôi khi phải can thiệp vào việc sinh sản hạn chế này. Họ đang nhận ra khó khăn của con khỉ cái. Họ cần phải biết chính xác mức độ sinh sản cận huyết ở trong nhóm. Liệu Victoria có thể có thêm thời gian để tìm gia đình cho mình được không? Để tìm câu trả lời, họ sẽ phải bắt bố mẹ và các anh trai của nó. Chuỗi ADN thông thường lại bắt đầu. Các tế bào được lấy từ từng thành viên trong gia đình. Sinh sản cận huyết có thể làm giảm tuổi thọ, gây ra nguy cơ sảy thai và vô sinh. Cần phải có những hành động để quản lý các rủi ro này trong những loài vật đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng. Chuyên gia về di truyền Adriana Dograttivo bắt đầu quá trình xét nghiệm. Một vài tiếng sau, kết quả được đưa ra. Thật buồn, gia đình của Victoria và bản thân con khỉ cái này đều sinh sản cận huyết. Chúng đã bị vướng vào cái bẫy suy thoái gen do sinh sản cận huyết. Nếu chúng tiếp tục duy trì hệ sinh thái này, con cháu của chúng sẽ chết hết sau vài năm nữa. Chỉ sinh sản với đàn khác mới cứu được chúng. Nhóm của Andrea Martins đang nghiên cứu các lựa chọn có sẵn để giúp gia đình này thoát khỏi việc suy thoái gen. Thật không may, những khả năng này rất ít. Hành lang sinh học vẫn chưa hoàn thành, mà ngay cả khi đã làm xong thì không gì có thể ngăn những con khỉ lùn đuôi sóc sử dụng chúng. Qua các quả đồi và đường cao tốc, ở phía đằng xa là trung tâm bảo tồn sinh học Coco da Santa. Trung tâm nằm trên một khu vực rộng gấp 50 lần so với khu rừng Victoria và gia đình nó sinh sống ở thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn cả, đây là những con khỉ đầu sóc sinh sống từ đầu, loài vật không hề bị suy thoái khi được thả về tự nhiên. Nhóm của Andrea chuẩn bị khám phá khu vực này, tìm kiếm một nơi để gia đình Affetiva có thể sinh sống. Các thành viên của nhóm không nhìn thấy con khỉ lùn đuôi sóc nào trên đường. Các gia đình khỉ đầu sóc địa phương đang sinh sống yên bình trong môi trường có rất nhiều thức ăn.
các nhà sinh học cùng làm việc với Andrea phải chọn một nơi thích hợp để thả. Tuy nhiên, họ không thể tự quyết định được. Việc chọn nơi để thả loài vật này là một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất thế giới. Bà Lou và Mickey Burg ở Washington sẽ phải phê chuẩn cho việc vận chuyển này. Với lý do về dữ liệu gen, họ cảm giác rằng việc thả đàn khỉ Afetiva là cách duy nhất để cứu các thành viên trong đàn. Victoria và gia đình của nó thường để cho các nhà sinh vật học phát hiện một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Andrea không tìm thấy dấu hiệu nào của chúng. Tất cả những con khỉ dường như đã chia vào các nhóm khác. Máy bắt tín hiệu của các nhà khoa học chỉ nhận được những tín hiệu yếu từ xa. Các nhà khoa học đã quan sát thấy những cái chết của các gia đình khỉ đầu sóc trong vùng do áp lực về tâm lý và sinh lý của những con khỉ lùn đuôi sóc gây ra. Vô cùng lo lắng, Andrea quyết định cho tìm kiếm khi trời bắt đầu tối. Ngày hôm sau, 5 thành viên của đội tìm kiếm chia thành 2 nhóm để đi tìm khắp các khu vực khác nhau. Nhóm của Andrea đã nhận được những tín hiệu ổn định trước. Họ đã tìm thấy Afetiva và thông báo cho nhóm còn lại. Andrea nói với nhóm thứ hai bắt lại những con khỉ đầu sóc, còn cô dành thời gian của mình để chuẩn bị cho việc đưa những con khỉ quay trở về trung tâm. Như thường lệ, những chiếc lồng được đặt cẩn thận ở trên cây. Những con khỉ đầu sóc đang đói và tất nhiên chúng tò mò. Điều này đã được chứng minh mọi lúc. Có thể chúng cảm thấy rằng việc bị bắt là một món quà xứng đáng để đổi lấy việc có trái cây chín. Công việc mỗi lần một lâu hơn, nhưng kết quả luôn giống nhau. Thậm chí khi bị nhốt, những con khỉ vẫn tập trung vào bữa ăn. Victoria vẫn ở trong rừng, xa những con khác. Giờ đây, chỉ có 2 gia đình trong khu vực của nó. Một không gian lớn hơn giúp nó có thêm cơ hội tốt hơn để tìm kiếm bạn tình phù hợp trong số những con khỉ kia. Hoạt động tiếp tục diễn ra tại phòng thí nghiệm ở khu bảo tồn Poco das Antas Biological. Khỉ đầu sóc đang được cho kiểm tra rất nhiều thứ trước khi thả đi. Đầu tiên, chúng được gây mê.
Sau đó, chúng được đánh dấu lên người bằng một con số định danh vĩnh viễn. Giữ được lâu hơn cả vết màu đen trên bộ lông của chúng, các nhân viên cũng ghi lại mọi dữ liệu sinh chắc. Còn khỉ bố được đeo vòng cổ vô tuyến để cả đàn sẽ được xác định vị trí bất cứ lúc nào. Khi chúng đến địa điểm đã được chọn để thả gia đình Agativa, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện ra một đàn khác đã di chuyển đến khu vực này. Trên thực tế, tôi đã rất lo lắng nhóm này đã ở đây khi chúng tôi tới. Có hai đàn, một ở đây, một ở phía đằng sau, thấy không? Nó đang đi đường kia. Đợi chút, tôi sẽ kiểm tra lại chúng. Nhìn này, có 7 con. Vậy là chúng đã đông lên, có thêm khỉ con. Nhìn này, một con đang ở đây và một con ở kia. 5 con. Đây là một nhóm khỉ bản địa. Chúng tới đúng chỗ của chúng ta. Chúng tôi phải đi qua nhóm kia và cuối cùng chúng sẽ gặp nhau. Chúng sẽ theo chúng tôi và đây là khó khăn đối với công việc của chúng tôi. Chúng tôi phải cắt đuôi chúng. Chúng tôi muốn tránh đụng độ. Chúng tôi sẽ làm gì ư? Bắt chúng theo cách này. Vậy đây là một đàn khỉ đầu sóc bản địa, là con cháu trực tiếp của những con linh trưởng đã thoát khỏi sự tuyệt chủng. Cả cuộc đời của chúng đều ở trong môi trường hoang dã và hành vi của chúng có thể rất khó đoán định. Chúng rất dữ và có thể tấn công kẻ mới đến. Andrea và nhóm của mình quyết định đi sâu hơn vào rừng và thả gia đình Afetiva ở một nơi an toàn hơn. Đi thêm vài km nữa, họ tới một nơi thoáng đãng, bao quanh một khu rừng rậm rạp. Đây chính là nơi lý tưởng, đàn khỉ đã được thả ở đây. Gia đình Afetiva đều ở đây, tất cả các nhà khoa học phải mở từng chiếc lồng một.